dõi theo từng giờ, thật điều đàn và say xưa, tồn tại trong giấc mơ tôi bao ngày. Phát điên vì hâm mộ quá, tiểu thuyết về tranh làm cá, thật từ ngoài thứ các anh nghe đây. Tên tôi là Mao Peace, mà hạt tên Giang, hôm mà người ta biết là ngày The Best xưa tới mãi hai hai hai. Ngày trong đời của tôi á, mọi người cu Việt Kiwi, ngọc cũng sẽ hơi chít để đều sắm đủ thứ hay ở đây. Ngọc nhớ hâm mộ cũng nhé. Tuyệt vời lúc muốn ra nước mắt, tay lửa đời chia phôi. Cậu đi đâu? Bạn điều gì ở bên nước? Ôi không biết luôn, đến hỏi trên trời để biết. Ôi trên trời à? Còn nắng dõi theo chân, mọi người dù ở trên trời góc biển. Wow, trời ơi, cảm giác này quá choáng ngợp có phải không? Ý là hóa ra hồi đó tới giờ mình là người nổi tiếng đến vậy hả? Đính chính nha, không phải ai cũng nổi tiếng hết đâu. Ý cậu là sao? Nói chung, vài người trong nhóm chị có thể không nổi tiếng bằng mấy người nè, kia. Nè, tôi không hiểu nha mỏ nhọn, cậu vừa đó chúng tôi là những người nổi tiếng nhất. Hỏi host, chúng tôi đây đặt tên mã bằng lửa. Hỏi này mua cà phê đẹp trai dùm mâm nữa. Đây hỏi nào cũng có hỏi đáp. Nhân danh nhóm như thần của Glendale. Là hội tây chất, trung thành với ngày Dove, cực kỳ thoải mái. Xíu ung dung Dove, rất ung dung Dove. Đầy ung dung, đầy ung dung, ngài siêu thoải mái. Rất thoải mái, rất ung dung, rất ung dung, rất ung dung. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, nghe hiểu hiểu rồi đó. Cậu thích đáp tiện thì thoải mái mỏ nhọn à. Vậy rồi, hỏi người hâm mộ Wama Win tên gì? Fan của Wama Win đâu hả mỏ nhọn? Trả lời đi mỏ nhọn, mỏ nhọn. Sao không trả lời tôi mỏ nhọn? Đau lắm đó thím. Thỉnh thoảng cậu ấy như vậy. Thật ra ai ai cũng thế chân thành nhất chi rằng